Những Đức gặp pháp môn tịnh độ này 15 16 năm mà thấy khi mình mà không còn làm việc này việc kia với công chúng mà đi vào dụng công tu thì Những Đức mới thấy đúng là một thời lễ Phật nó tích năng lượng cực kỳ cao cho mình. Thì biết rằng cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nè, người già áp dụng thì người già khỏe, người già áp dụng thì người già vui. Có nghĩa là người trẻ áp dụng thì lợi ích của người trẻ, người già áp dụng thì lợi ích của người già. Nhất là những người già mà ở nhà mà kiểu mà buồn phiền đồ này kia rồi đau nhất, lễ Phật khỏe, lễ Phật rất là khỏe. Nhiều bà cụ dưới quê mà mình thấy mấy bà mà nhìn thấy cằn cù, nhìn thấy khổ lắm, nhưng mà mấy bà cụ đó mình mà dạy mấy bà niệm Phật được là bà niệm dữ lắm, không có giỡn đâu nghe. Cái nhiều bà cụ mà bà làm giết mà cái tay của bà mà nó cong quẹo cái tay luôn đó, mình kêu bà chấp cho nó ngay lại sao được. Cái nhiều người ta làm cái tay người ta nó cong quẹo gì luôn nè quý vị, chấp tay là người ta chấp tròn vo gì nè, mình kêu người ta chấp ngay là chấp đâu được đâu. Nhưng mà quý vị đừng bao giờ xem thường những người đó. Những người đó vậy đó mà họ mà mình mà dạy họ niệm Phật mà họ đã tiếp nhận họ niệm rồi là họ niệm dữ lắm. Tại vì họ đâu có biết cái gì mà hình thức này nọ, hoặc là họ biết văn tự gì đâu. Mình dạy họ niệm Phật là giống như tờ giấy, họ là tờ giấy trắng, là họ mà niệm là họ thành tựu hơn mình đó, chứ không có chuyện giỡn chơi đâu. Vì nhìn những cái bà mà biết này biết kia biết nọ, ông biết này biết nọ biết kia, biết nhiều, nói văn tự ướt át ngon lành, chưa chắc bằng cái người mà không biết chữ một chữ nào họ chịu niệm Phật. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Như vị thấy câu chuyện Dương Đầu Ngốc rồi, thấy chưa? Ngốc nghếch thế mà chịu mà niệm Phật một cái là thành tựu, là đứng nhãn sanh không à. Nên từ nơi đó mà mấy cái người mà không biết gì á, mình mà dạy họ niệm Phật là đặc biệt dữ lắm. Nên á, quý vị nhớ kỹ, những người già sớm, thấy không? Người nào mình dạy niệm Phật được, mình dạy niệm Phật. Những người già buồn, con cháu đi làm hoài không về thăm mình, cho cái máy niệm Phật, cái máy nghe Pháp gì, hoặc là dạy họ niệm Phật, dẫn họ lại nhà, cho họ niệm Phật với mình, xong nấu cơm cho họ ăn. Nó vậy đó quý vị biết, cái công đức quý vị lớn lắm. Tại vì những người già đó cả đời của họ khổ rồi, tội nghiệp họ, giúp cho họ niệm Phật để họ thoát khổ quý vị. Nhớ kỹ, giúp họ niệm Phật để thoát khổ. Nên quý vị biết rằng là khổ đau gì đi chăng nữa, nhưng mà chịu niệm Phật lễ Phật là hết khổ đó, thật sự 100%. Nên á, chờm sớm nha, những người già rồi ha, những người bệnh ung thư rồi ha, mình mà đến gần được nha, nói giờ anh chị giờ ung thư nằm đây buồn cũng vậy à, giờ tôi hướng dẫn anh chị niệm Phật đi, bây giờ nằm đây buồn cũng vậy thôi, có được gì đâu, buồn thì nó còn ung thư nó càng phát tán mau, thêm mau chết thì mà chết biết đi về đâu. Bây giờ thôi anh chị cô chú nằm đây niệm Phật đi, nó bây giờ lo sợ gì nãy giờ niệm Phật đi, rồi bắt đầu mình niệm Phật với người ta. Nó bây giờ tôi niệm câu, cô niệm câu nghe, tôi niệm câu, cô niệm câu nghe. Khi lúc người ta niệm Phật tự nhiên cái sanh cái duyên, đến lúc tự nhiên sao ta niệm Phật thấy vui quá. Khi người ta vui rồi tự nhiên người ta niệm luôn, chứ ta nằm ta làm gì vậy, nằm nó đâu có làm suy nghĩ gì cũng được gì đâu. Nên người ta sẽ niệm Phật cho quý vị, nhưng mà quý vị mà giúp cho một người đó niệm Phật mà được giảng sanh thôi, vì giúp cho một 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 chúng sanh làm Phật không đơn giản chút nào chứ. Những cái điều như đứa hướng dẫn đơn giản này, vì gặp duyên là quý vị nên hướng dẫn ta, nhất là chòm sớm của mình, nhất là những nơi mà giống như là ruộng rẫy đồ làm đồ, người ta cực khổ, quý vị mà dễ cho người ta niệm đồ có vật hiệu cái là tự nhiên là thù thắng không nói chứ. Thấy không? Nhớ, nhất là những người đang bị bế tắc. Có khi thật sự giống như người ta mà lên đên giữa biển khơi, lên đên giữa biển khơi. Mà mình mà dạy người ta tu giống như là mình luyện chiếc phao ra cho người ta chụp được chiếc phao đi vô bờ. Nên quý vị biết rằng là dù cho những đức làm sao đi chăng nữa, nhưng mà tại sao cái người người ta dẫn đi, đi cùng niệm Phật những đức đông như vậy, là tại vì những cái buổi chia sẻ Phật pháp của những đức ấy, rất là nhiều người giống như người ta mà lên đến giữa biển khơi mà những đức luyện phao cho người ta vậy đó. Tại vì những điều những đức chia sẻ đơn giản cơ mà, dù cho người ta nói những đức là nói thô,
nói chuyện tục tiểu, nói chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà nhiều cô hiểu hết trơn á, nhiều cô nằm trong tâm trạng các cô hiểu hết trơn. Cái ông này không nói chuyện đúng ngay tâm trạng mình, ngay bon mình luôn. Nó còn người khác thì người ta nghĩ người ta là trí thức, người ta là người hiểu biết này kia, sao mà giảng pháp mà giảng gì được. Nhưng mà ngộ tai chúng sanh lại được lợi ích rất là nhiều. Thì quý vị nhìn từ cái pháp hội gì đó tổ chức mấy chục ngàn người, thì quý vị biết đâu phải người ta không biết gì mà tự nhiên ta lợi gì, ta là không lợi ích gì mà ta đến nên chi quý vị. Những cái điều mình chia sẻ mà tại sao mỗi ngày, ngày nào ta cũng nghe mà ta nghe đông, là vì nó xác thực, nó gần gũi, nó xác thực, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Còn những văn tự trao chuốt thì lại người ta nghe không vô, mà người ta nghe xong rồi ta trả lại cho mình chờ. Tại vì nó đâu có áp dụng trong cái cuộc đời người ta đâu mà ta làm được quý vị. Nên những cái điều đơn giản, bình dị, nhưng mà mấy bà cụ già giống như cái cô Quảng Tâm Bình Định được thấy chưa? Nó mấy bà cụ già đó, cô kiếm một hai bà đâu lỡ niệm Phật. Ừ, no, thấy chưa? Mấy bà cụ già vậy đó, mấy bà vậy đó. Ừ. Bà chấp tay sao kệ miếng ba niệm Phật được rồi. Chấp nghiêng, chấp ngay, chấp sao kệ miếng ta niệm Phật được rồi. Cái người gầy dựng tính nguyện niệm Phật không có chấp tướng. Tướng sao người ta niệm gì kệ người ta chứ, nó trang nghiêm gì. Niệm Phật là trang nghiêm, nó niệm Phật là trang nghiêm, nó dòng do chúng sanh mà chèn ô niệm được câu Phật hiệu là mình mừng quá, là mừng luôn rồi. Mình đòi hỏi nhiều thêm làm gì nữa, mình ngon mình niệm để sanh cực lạc đi. Mình đến cái cuộc đời này á, mình giúp ai niệm được câu Phật hiệu là mình thấy mừng rồi. Còn bản thân mình là mình quyết định là mình đời này ngon mình sanh cực lạc đi. Cái chừng mình chỉnh người ta này chỉnh cái kia, cái chừng mình ở lại lớp á, người ta giảng sanh mất tiêu. Nói cho vị nghe nghe, như những đức hướng dẫn vì niệm Phật mà có chừng những đức ở lại lớp vì bị gì cực lạc mất tiêu á. Nói câu này nhiều người hướng dẫn người ta niệm Phật cẩn thận đó, cho vị biết đó. À, tại vì vị tới ngày đi hướng dẫn người ta mà vị không chịu tu. Cái này là 100% nếu nói như những đức hồi đó nha. Hồi đó là cái đà của những đức là bảo đảm quý vị biết. Nếu mà cái đà gì mà cả đời của những đức 100% quý vị không biết những đức đi về phương trời nào, đừng nói thế giới cực lạc, không có chuyện giảng sanh đâu. Tại vì niệm Phật mới giảng sanh, chứ đâu phải là cái chuyện mà nói hay hay là làm việc thiện gì nhiều mà giảng sanh đâu quý vị. Hồi đó thì những đức nói vì thấy không, quá chèn luôn rồi xong á. Dụng công tu thì không dụng công tu, công việc thì tối ngày cứ than thở là làm nhiều, cái này không có giảng sanh. Nếu phước lớn quá giỏi lắm là nhân thiên thôi thì cũng quay lại tiếp tục. Còn cái chuyện giảng sanh thì thôi, không có cửa đó đâu bạn. Nói cho vị nghe chứ, có những người tiếng tâm lừng lẫy mà có chừng ở lại lớp đó, cái tiếng nó không nói lên gì cái chuyện giảng sanh hết á. Cái giảng sanh là có chừng mấy bà già chầu á, mấy bà già không ai biết tới á, hoặc là đi lại chùa mà làm công quả lụi ủi, làm công quả quét nhà không ai biết đến, bị la bị gầy bị chửi bị mắng, rửa nhà vệ sinh hốt phăng, làm việc cực khổ không ai ngó ngàng đến, bị la bị gầy nhẫn nhịn trong đó mà niệm Phật, mỗi ngày bấm số niệm Phật, coi chừng những người đó giảng sanh. Còn những người mà đi đâu cái là chạy thì du du du, coi chừng ở lại lớp hết sức là cẩn thận á, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu quý vị. Tại vì cái phước thế gian mình tạo ra, người ta tán thán mình hết trơn à. Người ta tán thán mình sanh cái ngã, mình cho mình là cao siêu nữa. Ai mà nói tới mình là mình sanh phiền não nên mình ở lại lớp. Còn những cái người mà quý vị thấy người ta cằn cù khổ cực, người ta biết thân phận của người ta nên bị la gầy, người ta chịu đựng hết trơn, người ta niệm Phật. Vậy mà cuối cùng nghiệp người ta tiêu phước ta sanh, cái công đức niệm Phật của người ta, tín nguyện của người ta được thành tựu của đường giảng sanh. Đừng có bao giờ xem thường mấy bà cụ già nghe. Những đức thấy mà có nhiều bà cụ già bà niệm Phật á, bà ngồi bà niệm Phật á mà chịu niệm lắm á. Nên mình nên mở rộng phạm vi ra, những người già đồ đó, chờm sớm rồi, những người ung thư bệnh đau đồ đó, quý vị mà dạy người ta niệm Phật là hay lắm á. Mình lỡ mà nói anh chị bây giờ cái thân thể đau đớn này, ung thư nó lỡ lét tùm lum vậy rồi, bây giờ chờ đợi cái gì, bây giờ thuốc men chị, bây giờ bác sĩ cũng bó tay rồi, bây giờ chờ chết rồi. Bây giờ tôi khuyên anh chị nè, anh chị nghe lời tôi niệm Phật đi. À, anh chị niệm Phật có khi anh chị vui đó, anh chị an tâm đó. Trước nhất mình nói vậy xong từ từ mình lọ mọ, mình đủ duyên nha. Mình nói cái thế giới cực lạc là một chỗ tốt đẹp nữa. Mình nói thế giới cực lạc là chỗ tốt đẹp cho người ta nghe. Khuyến dụ, sách tắc, hiểu chưa? Xong bắt đầu người ta nghe xong cái người ta chịu niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc.
là công đức vị vô lượng. Khi vị đó khuyên người ta niệm Phật mà phát nguyện sanh Cực Lạc là công đức vô lượng rồi đó, vì người ta có hướng về rồi. Nó mà có khi người ta niệm Phật người ta chuyển bệnh nghe, chứ không có chuyện dẫn chơi đâu. Thọ mạng chưa hết là hết bệnh đó. Như cô giáo Lưu Tú Văn của bệnh lao da mà nói bệnh này còn hơn bệnh ung thư, bác sĩ chạy bó tay hết trơn. Bệnh lao da này là nứt người, nó bự lên. Ví dụ như cổ 50 kg, bệnh lao da này có lên 70 mấy kg là da cổ nứt ra, nước máu me nước vàng nó chảy ra, xong người nó nứt ra hết, mặt mày nứt ra hết. Nên bệnh lao da này có hơn bệnh ung thư, bác sĩ chạy hết trơn. Cô về cô lo, cô niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, cô nói mấy đứa con rằng mẹ đã nghe lời con á, đi khám bệnh chữa bệnh rồi, bây giờ không giải quyết được rồi, bây giờ đến lúc các con phải nghe lời mẹ, đem mẹ về niệm Phật cho mẹ đi. Về bắt đầu là niệm Phật, cái bà thấy người thân buồn, gia đình hơi buồn, bà nói quý vị đừng có buồn, cuộc đời tôi đến với cõi này mấy chục năm tôi đã khổ quá, đến lúc tôi sắp sửa về thế giới Cực Lạc rồi, sao quý vị không niệm Phật đưa tiễn tôi về Cực Lạc đi mà buồn cái gì. Bà còn động viên cái người còn sống, cái người khỏe đó, là niệm Phật cho bà đi. Vậy mà bà thành tâm thành ý bà niệm Phật, vậy mà cuối cùng hết chân bệnh. Bác sĩ mà chữa bệnh cho bà hỏi ủa bà uống thuốc gì mà hết bệnh, bà nói là tôi nói bác sĩ tin không, bác sĩ nói rằng riêng ai nói tôi còn nghi, bà nói là tôi tin vì tôi biết bà nói rất chân thật, thấy không. Bà nói tôi chỉ có niệm Ai Di Đà Phật thôi mà tôi hết bệnh. Bác sĩ nói tôi tin, nhưng mà tôi hỏi bà cái mặt bà nó nứt từng đường ra, bà xức thuốc gì mà lành được. Vì bà niệm Phật thì hết bệnh mà cái mặt mà nó nứt nẻ chứ làm sao lành. Bà nói tôi từ xưa tới giờ, từ lúc mà tôi đã với chồng tôi cưới nhau tới giờ, tôi lúc mà đêm tăng hôm thì tôi có sức miếng phấn cái mặt thôi, từ đó về sau không bao giờ tôi sức phấn cái son gì phấn cái son gì hết trơn tới bây giờ luôn. Tôi chỉ đúng niệm Phật thôi mà mặt mày tôi lành lặn lại, kinh chưa. Phải nói chuyện đơn giản hả, một câu Phật hiệu này không đơn giản đâu quý vị. Rồi bị biết ra, cứ tin đi, bệnh đau gì ung thư gì bác sĩ chạy mà niệm đi, nếu thọ mạng đến thì bạn ấy đà tiếp dẫn về Cực Lạc, còn thọ mạng chưa hết là hết bệnh đó, đừng có lo ung thư, đừng có sợ nè. Ung thư bệnh này bệnh kia đừng có sợ, có câu Phật hiệu là không có sợ. Nên tất cả những người mà chúng ta học tập gì, chúng ta nhất định sẽ có bệnh, đừng có sợ. Sợ cũng bệnh nè, không bệnh này cũng bệnh nọ, không bệnh nọ cũng bệnh già. Cuối cùng ai cũng già, trời ơi biết đó. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, như những Đức với quý vị nè, chúng ta cũng có một hai cọng tóc bạc rồi đấy, vẫn đâu 40 mấy 50 tuổi mình sẽ có một hai cọng tóc bạc rồi đúng không. Đó là bệnh gì? Bệnh già rồi chưa. Nó ví dụ như mấy cô nè, giờ mấy bà cũng có tóc bạc chút đỉnh, mấy bà nhộm nó vẫn chơi sao. Nó đào mương đồ đi, đào mương đồ chặn lâm đồ đi, có Lục Nguyễn đồ thử coi, cũng có khi một cái cọng tóc bạc đó nhộm nhộm tôi lại đó. Nó là bệnh gì? Bệnh già tới rồi, nó là vô thường, sẽ không tha thứ cho một ai, hiểu chưa, cho vị biết đó nghe. Nó rồi chúng ta sẽ già nè, nó bệnh già đến rồi đó. Nên bản thân chúng ta phải làm sao? Tinh tấn niệm Phật, sống những ngày tháng vui vẻ, gương mặt tươi rói, cười suốt vậy đó. Nếu ở nhà một mình, chồng đi làm thì ở nhà một mình, tu xong cứ đi vòng vòng, nấu ăn, lau nhà, cứ mặt cười cười, cứ lau nhà, lau như này. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà khi niệm Phật mà vui, có năng lượng rồi, nghe vị, đứa con trước mặt vì nó chọc ghẹo vì cũng không phiền não. Con người đã có năng lượng rồi, trước mặt thấy cái gì cũng vui. Còn con người mà nó hao năng lượng rồi, thấy cái gì cũng bực bội. Có những người mà ta sân si đến mức mà cây chổi mà ta chửi luôn, chửi cái chổi. Có cái bà kia nói đúng, cư sĩ Nhận Đức nói đúng. Tôi có lần sân si, tôi lỡ tôi đá cái chổi, tôi chửi cái chổi mắc dài. Cái chổi mà cũng chửi mắc dài đấy. À bị khùng quá vậy, kỳ khủng đi ghê vậy chạy. Kinh khủng quý vị. Tự nhiên nó đã sân si rồi, nó thấy cái thao, cái nồi, cái chảo, thấy cái gì nó cũng muốn chửi. Không biết nó bị cái gì luôn, mình không hiểu nổi mình. Rồi tự nhiên mình quay lại, mình đối lập mình tức mình, tại sao mình khùng dữ vậy. Chữ khơ 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 khơ, nó gọi là giận cá mà chém tấm thớt. Thấy chưa, nó sân si là nó kỳ cục. Vì vậy thử niệm Phật lễ Phật phải vui không.
Những đứa thấy thì vui rõ ràng mà những đứa cũng vui, thấy không? Có nhận không? Mà tối ngày trong nhà không nghe, không đi đâu chơi chứ mà vui ngộ nghe. Đây là 100% luôn đó. Đây là cái mẫu hình quý vị thấy rõ ràng nè, quanh năm suốt tháng ấy. Hồi đó ở chùa thì không đi đâu, đi đâu ấy thì lo cho các cụ, đúng rồi. Bây giờ đi ra ngoài đúng là có cơ hội đi chơi mà cũng không đi đâu luôn. Nó tu gọn một phạm vi gọn lại mà vui mà mới ở chỗ được chứ. Chứ mình mà bắt ép mình cũng không có chịu nổi đâu quý vị. Bắt ép thì 2-3 ngày được chứ mà hoài hoài chịu nổi đâu. Nhưng mà những đứa thấy rõ ràng có vật hiệu vui. Rồi quý vị ơi, lễ Phật một thờ cái điệu bốn chữ nó hay, đừng có nói nữa. Những đức nó công nhận cái điệu bốn chữ này đúng quá, thượng tình không, ngày 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 khuyên nên niệm cái điệu bốn chữ này, công nhận quá hay. Cái điệu bốn chữ này nó nhiếp tâm mà niệm nó nhẹ hay sao quý vị ơi. À, mà nó dư hơi cho mình nghe. Nó rất dư hơi cho mình. Mà tu tại vì A Di Đà Phật, nó nhiếp tâm được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó vừa đúng hai nhịp thành một danh hiệu quý vị. Công nhận hay thiệt. Mà cái phương pháp tu bốn chữ này là phù hợp với gia đình, không phù hợp với đoàn thể. Vì đoàn thể là một cái rộng lớn ra, người ta không đồng ý, hiểu không? Nhưng gia đình quý vị lại bị quyết định được. Như những đức bây giờ cũng gia đình, quý vị cũng gia đình, mình là cư sĩ mà. Thấy chưa? Quá phù hợp luôn quý vị. Nó từ nơi đó mà những đức nói rằng đúng là tuyệt vời. Một thờ tu này thôi nó còn hơn là vàng bạc châu báu nữa. Tại vì có khi vàng bạc châu báu mà đem vô tủ cắt rồi ngồi đó gìn hoài, sợ trộm lấy. Nhưng mà câu vật hiệu này vi niệm an lạc có ai lấy được không? Giống như bây giờ cái sự an lạc của mình giống như một ngọn đèn đó. Thì có mồi bao nhiêu ngọn đèn thì ngọn đèn bị dẫn sáng à. Sự an lạc của nội tâm vì có mồi bao nhiêu cho người, vì cho bao nhiêu nụ cười thì bị dẫn cười được bình thường. Còn tiền bạc cho thì mắc thì bị tiếc, nhưng mà nụ cười cho không có mắc. Giống như đứa cười cái bị cười theo, đâu có mắc đâu. Thấy chưa? Đâu có mắc, thấy chưa? Nó cười. Đâu có mắc gì đâu quý vị. Nó mà những đứa cười bị cười theo nghe nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Tự nhiên bao nhiêu con người cười mà nụ cười bên kia không bao giờ mắc nha quý vị. Nó ví dụ như quý vị mà thấy cái nụ cười mà mình an lạc nghe, vì sẽ cười nó kéo dài nghe và nó giữ được bây giờ. Thấy chưa? Nó vẫn giữ được nghe, chứ không có chuyện giỡn đâu. Đó là gì? Năng lượng để cười. Còn cái nụ cười mà xả dao phiền não á, mà xả dao cười là khác. Ví dụ như cái nụ cười xả dao đi, gặp mình, chào chị. Hey. Nó xả dao rồi nó vậy, nó cười cái là giống như hoa nở dội tàn á liền. Còn cái nụ cười mà an lạc niệm Phật là cái nó dính gì luôn quý vị. Cái nó thấy không? Đó là nó dính mà. Nó bị cừ, nó dính lại đó ra, thấy chưa? Đó vì cái nguồn năng lượng nó tiếp cho mình. Cái bên ngoài nó cười nhưng thật sự là tâm mình nó cười ra. Trong tâm mình nó cười ra và nó hiện gương mặt tươi lên. Mà lúc nó bị cười mặt với nó hồng hào. Thì nhớ nghe, khi bị vui nghe, bị ăn uống nghe, nó tiết ra cái chất rất là tốt đẹp đó. Rất là tốt đẹp. Khoa học ta đều thí nghiệm đó. Lúc bị ăn mà vui vẻ là nó tiết ra cái chất quá chất rất là tốt đẹp khi bị ăn uống. Còn khi bị ăn uống mà buồn phiền bực bội, dù ăn đồ ngon nó cũng tiết cái chất độc. Cái này ghê lắm, nguy hiểm lắm. Nên mỗi ngày cười đi một nụ cười 10 thang thuốc bổ thì người ta thấy vị, người ta muốn niệm Phật theo à. Thôi chúc vị an lạc nha, ai với đâu mà. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc đi ơi. Ai với đâu Phật, ai với đâu Phật, ai với đâu Phật.